Xin chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì cớ chúng ta được cơ hội được quay trở lại học lời của Ngài qua loạt bài chương trình cuộc đời Chúa cứu thế sau quấn. Như chúng ta đã học phần trước thì chúng ta đã học về cuộc đời Chúa cứu thế quấn 1 và nội dung của cuộc đời Chúa cứu thế quấn 1 thì các bạn có thể quay trở lại cái danh sách phát trong cái chương trình thần học căn bản cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 1 và các bạn học lại. Ở trong này chúng ta có 25 bài tương ứng với lại sách, trong sách thì có 25 bài ở trong sách cuộc đời Chúa cứu thế, và các bạn có thể học lần lượt từng phần một. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục học nghiên cứu đời Chúa cứu thế cuốn 1, cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 2. Trong loạt bài cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 2 thì cũng có 25 bài, và trong danh sách phát thì chúng ta sẽ có cái danh sách cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 2 ở tại đây, và các bạn có thể tìm, các bạn có thể xem lại. Thì lần trước tôi đã giới thiệu với anh chị em về chương trình cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 2 cách tổng quan. Và ngày hôm nay thì chúng ta sang bài 1 của phần A, cuộc đời Chúa cứu thế đối chiếu các sách tiến hành tổng quan. Như chúng ta đã biết, trong Kinh Thánh về phúc âm của Chúa thì có 4 sách: Matthew, Mark, Luca, Giăng. Và 4 sách này thì đều mô tả về Chúa Giêsu, về cái cách nhìn của Chúa Giêsu và cách nhìn của các trước giả trong Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu ở những cái góc độ, cái cạnh khác nhau. Và có 3 cái sách là Matthew, Mark, Luca, Giăng là tin lành cộng quan. Như thế nào gọi là tin lành cộng quan thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau. Và trước khi học qua lời của Chúa, chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì cớ lời của Ngài cho chúng con ngày hôm nay. Xin Chúa đến và chúc phước trên chúng con, hết thảy những anh chị em của chúng con ở gần cũng như ở xa nghe lời của Ngài. Xin Ngài ban ơn cho hết thảy anh chị em của chúng con, hầu cho chúng con không những lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, song chúng con thực hành theo ý muốn của Ngài để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lần đầu tiên thì chúng ta xem thế nào là phúc âm cộng quan. Tin lành cộng quan, cộng là lại, và quan là quan sát. Cộng quan là cộng lại những cái quan sát và những cái quan sát khác nhau về Chúa Giêsu. Tin lành là tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời. Vậy thì tin lành cộng quan là cộng lại những cái cách quan sát về Chúa Giêsu. Hay một định nghĩa khác, tin lành cộng quan là kể cùng một câu chuyện nhưng với cái nhìn khác nhau. Ở đây chúng ta thấy có bốn cái hình ảnh. Và bây giờ bốn cái hình ảnh này thì chúng ta nhìn một phần từng cái hình. Chúng ta thấy ở đây cái hình này thì chúng ta chỉ thấy cái người chạy, ngoái cổ lại đằng sau và chạy. Cái hình tiếp theo chúng ta thấy có mặt ánh mặt trời, có mặt trời và có con chó đuổi theo cái người này, và người này chạy. Và cái hình thứ ba thì chúng ta thấy có một cái ngôi nhà, một con chó thôi. Và cái hình thứ tư thì chúng ta thấy có một cái người ngoái lại đằng sau chạy, có hình mặt trời, có ngôi nhà. Như vậy nếu nhìn bốn cái hình này ở bốn cái góc độ khác nhau thì chúng ta sẽ thấy không hiểu, chúng ta không hiểu được bối cảnh của bốn cái hình này.
Nhưng mà chúng ta biết rằng nó có một cái điều gì đó, thì người này là chạy, có con chó dồn người này, và người này ở trong hoàn cảnh là vào buổi chiều tối. Như vậy thì ghép tất cả bốn cái hình này lại, chúng ta sẽ có một cái hình lớn ở đây. Hình lớn ở đây là gì? Một người bị con chó dồn, và có một cái nhà trong cái bối cảnh là một buổi chiều mà mặt trời chuẩn bị khuất núi. Như vậy thì đây là tin, đây là cái cộng quan, là cộng lại bốn cái hình ảnh thì chúng ta ra được một cái hình ảnh thật này, thật là đầy đủ. Như vậy thì các sách phúc âm chúng ta có thể biết rõ hơn cuộc đời của Chúa Giêsu khi kết hợp bốn sách phúc âm Matthew, Mark, Luca, Giăng lại với nhau. Và khi kết hợp bốn sách phúc âm để có thể hiểu toàn bộ câu chuyện về chức vụ của Chúa Giêsu, thì chúng ta cần phải áp dụng một cái phương pháp mới, đó là phương pháp đối chiếu. Như lần trước thì trong cuốn 1 chúng ta đã học về ba phương pháp để nghiên cứu Kinh Thánh, đó là giải thích, quan sát và áp dụng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái phương pháp nữa là phương pháp đối chiếu. Như vậy, tin lành cộng quan là cùng kể những cái câu chuyện, cùng kể câu chuyện, kể về một câu chuyện nhưng mà với cái nhìn khác nhau. Trước khi học thì chúng ta quay lại trong cuốn 1 chúng ta đã học được những cái gì. Thứ nhất, theo sách tin lành Matthew, và chúng ta có cấu trúc của sách Matthew. Matthew thì gồm 28 chương, và chúng ta có cấu trúc của sách Matthew là đoạn 1 thì nói về phần giới thiệu, đoạn 2 thì nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đoạn 3 đến đoạn 14 câu 11 thì nói về năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Và đoạn 4 câu 12 đến đoạn 17, đến đoạn 17, từ đoạn 4 câu 12 cho tới đoạn 13 thì chúng ta thấy là năm được mến mộ của Chúa Giêsu. Từ đoạn 14 cho tới đoạn 27 thì ghi chép lại về năm khổ nạn của Chúa Giêsu. Và giai đoạn đoạn 28 trở đi cho tới thời kỳ này thì ghi lại giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu. Như vậy, bối cả sách phúc âm Matthew thì chia ra, chúng ta thấy có thời thơ ấu của Chúa Giêsu, năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, năm được mến mộ của Chúa Giêsu, năm khổ nạn của Chúa Giêsu và giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu, tương ứng với mỗi thời kỳ này thì sẽ có một địa danh. Địa danh đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là thời thơ ấu của Chúa Giêsu liên quan đến Bethlehem, vì đây là nơi Đức Chúa Giêsu được sinh ra. Năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì ở Nazareth, bởi vì Đức Chúa Giêsu lớn lên và ở đây trong suốt 30 năm. Rồi giai đoạn năm được mến mộ của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu lúc này ở Capernaum, là một trong những thành ở vùng Galilee. Và năm khổ nạn của Chúa Giêsu thì liên quan tới địa danh Jerusalem, bởi vì Chúa Giêsu chết ở tại đây, và giai đoạn sau phục sinh thì là liên quan đến muôn dân muôn nước. Phương pháp học Kinh Thánh chúng ta đã từng học, đó là thứ nhất là quan sát, thứ hai là giải thích, thứ ba là áp dụng. Quan sát là đọc, nhìn và chúng ta xem những cái ý lớn ý nhỏ có trong phần đoạn Kinh Thánh đó. Giải thích là chúng ta nghĩ lại lại những cái sự kiện đã diễn ra, những cái sự kiện đã xảy ra ở trong phần đoạn Kinh Thánh đó,
và áp dụng là đưa ra cái bài học cho áp dụng cho cuộc đời của chúng ta hay là cho cái bối cảnh của chúng ta. Và phương pháp đối chiếu Kinh Thánh thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học, và phương pháp đối chiếu này dùng để nghiên cứu một chủ đề, một câu chuyện hay là một giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu, hoặc chúng ta cũng có thể nghiên cứu về một sách trong giai đoạn, một sách trong Kinh Thánh. Ví dụ chúng ta sẽ nghiên cứu về chủ đề Matthew bằng phương pháp đối chiếu. Thì nếu mà chúng ta nghiên cứu tác giả, cái chủ đề, cái tên của Matthew thôi, thì chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 9 câu 9 có cho thấy Matthew là môn đệ của Chúa Giêsu. Và cái từ Matthew này thì đó là tiếng Hy Lạp. Nhưng chúng ta xem ở trong Mark đoạn 2 câu 13 câu 14 thì trong tiếng Hebrew tên Matthew chính là Levi. Và Levi là cái người thu thuế, được ghi rõ ở trong Mark đoạn 2 câu 13 câu 14. Kết luận là chúng ta thấy Matthew cũng có tên là Levi, là một môn đồ của Chúa Giêsu và cũng là người thu thuế. Như vậy phương pháp đối chiếu là chúng ta phải đối chiếu giữa các sách với nhau để xem là các sách nói về cùng một cái nhân vật đó, hay cùng một chủ đề đó, hay cùng một câu chuyện đó là gì. Chúng ta thí dụ một lần chúng ta thấy có ba cái câu chuyện được ghi chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu trong Tin Lành Cổng Quan, và cả ba cái câu chuyện này đều được ghi chép trong Matthew, Mark, Luca. Đó là câu chuyện đầu tiên về bài giảng của Giăng Báp Tít. Bài giảng của Giăng Báp Tít thì Giăng Báp Tít giảng về sứ điệp của sự ăn năn, và Giăng Báp Tít là người bài giảng về sứ điệp của sự cứu rỗi ở giữa vùng Bere và vùng Jude, trên ông làm phép bắt tem cho dân chúng ở trên bờ sông Giô-đanh, trên dòng sông Giô-đanh. Và cái câu chuyện thứ hai kể về Chúa Giêsu chịu phép bắt tem. Câu chuyện thứ ba là Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Như vậy thì ba cái câu chuyện về đều được ghi chép lại ở trong ba sách Phúc âm Cổng Quan Matthew, Mark, Luca, Giăng. Đó là bài giảng của Giăng Báp Tít, Chúa Giêsu chịu phép báp têm, Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Và chúng ta thấy ở trong bài giảng của Giăng Báp Tít thì chúng ta sẽ học về nghiên cứu kỹ về loạt bài giảng của Giăng Báp Tít sẽ có cái điều gì cần phải học, hay Chúa Giêsu chịu phép báp têm có điều gì cần phải học, Chúa Giêsu chịu cám dỗ có điều gì cần phải học, thì chúng ta sẽ học ở trong cuốn 2. Và ở đây trong bài 1 chúng ta cần nhớ được điều gì? Chúng ta cần phải nhớ được thứ nhất là trả lời được câu hỏi Tin Lành Cộng Quan là gì. Tin Lành Cộng Quan là cùng kể về một câu chuyện nhưng ở những cái góc độ, góc nhìn khác nhau. Thứ hai là chúng ta cần phải ôn tập lại cái nội dung đã học trong cuốn 1. Nội dung học trong cuốn 1 thì chúng ta cần nhớ thứ nhất là bố cục của sách Matthew. Bố cục của sách Matthew nói về điều gì? Thứ hai là chúng ta cần phải nhớ cái địa danh liên hệ trong thời, trong năm giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu.
chúng ta thì đấng Chúa Giêsu sinh ra lớn lên già đi và chết, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài chỉ sống trên trần gian này 33 năm, và Ngài có thời thơ ấu, Ngài có năm chuẩn bị, năm lực mến mộ, năm khổ loạn và giai đoạn sau phục sinh. Chúa Giêsu sau khi mà Ngài qua đời, Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài được chôn trong mộ, và đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Cái phương pháp học kinh thánh thì chúng ta đã học được ba cái phương pháp: thứ nhất là quan sát, thứ hai giải thích, thứ ba là áp dụng. Và chúng ta học thêm một phương pháp, đó là phương pháp đối chiếu. Phương pháp đối chiếu này thì dùng để nghiên cứu một chủ đề, một câu chuyện hay một giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Ví dụ chúng ta học về chủ đề của sách Matthew thì chúng ta cần phải đối chiếu giữa các sách với nhau. Sách Matthew, Mark, Luca, Giăng thì nói về cái chủ đề Matthew là gì, thì chúng ta cần phải nghiên cứu và chúng ta kết luận, đưa ra kết luận một cách chính xác. Và ba cái câu chuyện được ghi chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu trong Tin Lành Cộng Quan thì chúng ta cần phải nhớ được: thứ nhất là bài giảng của Giăng Baptít, thứ hai Chúa Giêsu chịu phép báp têm, thứ ba Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Đây là những cái nội dung trong bài 1 chúng ta cần nhớ. À, chúng ta cảm ơn Chúa. Cái slide này, cái đường dẫn slide này tôi sẽ để ở phần mô tả, và các bạn có thể nick vào cái phần mô tả và đó, và chúng ta có thể lấy một cách tự do để chúng ta có thể áp dụng và chúng ta có thể thực hiện cho bài học của chúng ta tốt hơn. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài cho chúng con cơ hội học lời của Ngài. Xin thần của Ngài cứ giúp đỡ và ban ơn trên đời sống của mỗi chúng con, mỗi ngày được tốt hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mong anh chị em có thể chia sẻ và giúp đỡ cho nhiều người cũng được học kinh thánh. Các bạn ơi, chia sẻ bài học này ra để nhiều người cùng học với chúng ta, và danh Chúa được bày tỏ ra khi mà chúng ta biết lời của Chúa và thực hành lời của Chúa. Amen.